Đường vào quê bác. À, người chơi đây cậu đã rồi. Đấy, chạy xe cậu chạy xe cái này luôn. Có đây là có hai bãi đỗ xe, bãi đỗ dưới bãi trên. Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích nhà ông Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Đi về vào nhà bác. Đây, bố chụp cho. Đây, không nghịch nữa, là Vinh ơi, quay đây. Quay đây, bố chụp cho bức ảnh này, trước ảnh trước cửa vào nhà bác này. Đấy này, nhìn đây, nhìn bố cơ mà. Vinh, con đứng vào với mẹ. Nào, tít đứng sát vào. Rồi, ba mẹ qua nào, nhìn bố chụp nào. À, Vinh đâu, nhìn đây, quay đây nào. Vinh, thằng Vinh nào. Vinh ơi, con nhìn đây nào. Bây giờ cái dáng đứng của nó không thể được. Đi rồi, xong rồi, không thể đỡ được. Cái này. Đây. Cái này.
Vinh ơi. Nhà ông Vương Hoàng Mỹ, hộ láng giềng nhà ông Nguyễn Sinh Sắc. Đấy. Đúng kiểu nhà chưa? Đấy, đi vào trong nhà bác rồi kìa. Đây là nhà hàng xóm. Bác gì nhá? Này, bác mà sống lại thì bác lại muốn về quê. Nhà ông Nguyễn Danh Khai, hộ láng giềng. Chúng ta đi tiếp nào. Đây là giếng làng. Đấy. Anh ơi. Cái này là nhà bạn của gì? Đây. Nó chụp ảnh ở đó. Vinh ơi. Vinh. Ngó một tí thôi, đấy. Ngày xưa bác chắc là hay tắm ở đây lắm ấy. Đi qua đây. Tức là không tắm ở đây. Nhờ bây giờ bác muốn sống lại khi bác muốn về quê sống nhỉ. Đây rồi, đây rồi, nhà bác đây rồi. Đây rồi. Đây rồi, nhà bác đây rồi. Đây. Đây. Tít tít đứng ở cái chỗ này muốn chụp cho một cái này, có cái biển đây này, đấy. Mẹ đứng ở đây này, đấy. Đây. Hai mẹ quay ra đây. Thôi, hai mẹ con. Đây. Đứng đứng lui ra đây cái che một cái bảng đứng sạch bên đây. Đứng bên này, đấy. Quan trọng lấy cái bảng mà. Rồi, ok. Rồi, ok, đẹp lắm rồi. Vàng đây, mời mời vào. Con mất đá rồi, con cho tiền vào đấy rồi. Mời các bạn vào. Con cho tiền vào đấy rồi. Đó. Hôm nay là quốc khánh. Quốc khánh nên là mọi cái đều free hết. Nào. Đến chỗ chú công an này, mẹ con đứng quay lại bố chụp cho kiểu ảnh. Đứng chỗ này nó mới nhìn đủ hết đấy. Nào Vinh ơi, Vinh. Đây nó mới nhìn đủ hết đấy. Đây. Vinh ơi, mẹ nhìn đây là một kiểu này. À, hai kiểu này. Vinh ơi. Thôi thằng Vinh nó không ấy rồi. Con ơi. Nhà bác đơn sơ được cái sân rộng nhỉ. Đây mẹ ơi, quay đây. Đấy, đứng chỗ này. Rồi, ok, quay đây. Đi đây nhá.
suốt ngày đi nhặt gạch, đi đá này. Qua đây. Đi bố nào. Nó đứng ngoài mà. Vinh ơi, trông em nhé. Nhà bác đơn sơ. Mâm. Cho bố kêu ảnh con này. À, con ra kia, con chụp bên kia. Cứ xoay ngang, không có lấy may máy của con chụp cũng được. Chụp cho bố kiểu. Thế thôi, quay ra. Nhà bác cũng rộng. Này nói con hiểu không, nhà bác cũng rộng Vinh ơi. Nhà bác quá rộng nhưng mà cũng rộng. Bác có một ước mơ rất là giản dị, mình cũng có ước mơ rất là giản dị, đó là có một cái ngôi nhà rộng như của nhà bác như thế này. Đây, đi vào nhà ông nội đi. Nhà ông Hoàng Sơn Tiện, nhà ông này có vẻ giàu nhỉ. Đi vào thăm nhà một cụ láng giềng vậy. Nhà nào cũng rộng nhỉ. Đấy, ngày xưa các cụ tầm nhìn cũng kinh phết nhỉ. Nhà nào như nhau này. Đây là cũng gọi là có cải tạo rồi. Có cải tạo rồi chứ nhìn nó khác nhỉ. Nhà phải làm lại. Ê, cái này
Cái này là làm lại hết này. Làm lại. Hai đi lấy này luôn. Đi. Nếu mà nói mà gọi là ngày xưa mà cái làng này mà nó đẹp như thế này thì phải nói là các cụ là siêu sao về quy hoạch. Đấy. Thấy chưa? Ui giời ơi thôi. Hãy đi, ra đây bố dắt nào. Con đi ra ngoài kia, đi ra ngoài kia. Đây không có nước. Đi nhìn cẩn thận nào. Đi dưới thôi. Ra đây bố dắt, thì ra đây bố dắt. Tôi đi nhặt đá là cái gì con? À, đây là bố xem này. Đây, cả đây. Nào, hãy ngã bây giờ. Đây, đi vào đây xem, bố xem có cái ao sen nào để bố rửa tay cho con à. Con tự đi tắm rồi. À, con tự đi tắm à? Thôi nhà tưởng niệm đi. Nhà tưởng niệm thì thôi đi quay ra. Niệm ở chỗ này chắc là trước là nhà văn hóa hay sao? Ờ, chỗ nào chẳng giống chỗ nào. Con có vào không? Đây, đây bố đi bố xem bố dắt ra kia nhá. Bố dắt ao là đi. Đấy mẹ với anh có vào kia thì vào bố đứng đây bố tìm chỗ nước. Thế mẹ cứ vào đi thì chúng ta lại quay lại gặp lại nhau ở đây. Tắm ở đâu làm gì cái này bố đang nhìn xem có chỗ nào không? Đây đi lên này. Đi này. Nước này như toàn nước bèo. Đây mẹ kia kìa. Nè.
Đây đây mẹ đây. Mẹ ơi, nước đâu? Thế đi đi, không có, đi ra cái chỗ ao làng nãy rửa. Đây 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 rồi. Đấy rồi đấy. May quá. Kia à, ngoài kia. Bên đây không chạy nữa, anh ngã bây giờ. Ngã chỗ đây là rất là đau đấy nhá. Cái này toàn xi măng với đá ấy. Không thể đùa đâu. Tính cái băng nhà nhặn. Đây con ơi, Vinh ơi, đây không à? Biết thế cho ông Cún ở nhà với bà nội. Con này mà vấp là ngã đầu lắm ấy nhá. Đây con. Đây, ao Bắc Hồ đây. Đi chậm thôi, không chạy con. Đi. Đồng ơi, bà ơi, đó bà đã ăn ăn mà. Đây là người ta cho cá ăn. Dùng lên đây một chút. Không, người ta không cho cá ăn đâu. Người ta cho chứ mình không cho. Đấy, người ta cho. Ao cá này gọi ao cá Bắc Hồ chứ bác cái chắc là bác cũng chưa cho cá ăn đây bao giờ. Bên đây cháu ngã xuống nào. Thôi. Quá thế thôi. Đi. Vinh ơi. Đây ly rồi này. Chỗ sỏi này con đi chậm rồi, con đừng có chạy. Chạy nó vấp. Vườn hoa điệp. Vườn hoa điệp không còn nữa, chỉ còn bia đá để ở đây. Mình cũng không biết là mình đi đến chỗ nào nữa. Mất phương hướng rồi. Con đi không ấy. Hả? À, con không đi được thẳng ở Vinh. Tiếp đây.
đường rộng không đi, cứ đi xuống trên đấy để em nó học. Cái cây này là cái cây gì ấy nhỉ? Nó gọi là cái cây gì? À, mình đi từ bên kia sang bên này. Bây giờ làm đôi dép lê như mình này. Đi đâu cũng... đi đâu nó cũng thoải mái. Nào, anh Tín ơi, đây cơ mà. À, hai mẹ con à. Hai bàn. Ok. Là Vinh ơi, thế này chúng ta về đi tắm biển nào. Nhanh cũng kịp. Ai, rẽ trái con ơi. Đây cơ mà Tít. Vinh ơi, phải đi tắm biển thôi. Tâm ơi, Tâm đi chơi sao? Em là Tâm ơi. Tha đi.